Ngọc xin chào các cô chú anh chị em và các bạn. Trong cái video này thì Ngọc muốn tiếp tục giải thích về cái điều mà Ngọc nghĩ rằng có thể là liên quan tới cái video trước đó, tức là cái chất lượng của cái dầu cá mà bán mà ở trong cái nhà thuốc tây mà cần toa bác sĩ so với cái chất lượng của cái dầu cá mà bán ngoài thị trường, tức là thực phẩm chức năng mà không cần toa bác sĩ đó. Thì theo cái suy nghĩ của Ngọc, tại vì Ngọc đúc kết từ những cái gì mà Ngọc tìm hiểu qua cái phim phóng sự cũng như một số cái chỗ khác, thông tin khác, thì Ngọc đúc kết lại với nhau, thì Ngọc nghĩ là theo như cái video trước mà cũng nói cái thông tin mới về cái dầu cá đó, tức là nó chỉ giúp cho những người nào mà bị bệnh tim mạch thì nó mới giúp ngăn ngừa cái vấn đề đó, còn những ai mà gọi là khỏe mạnh bình thường, không có những cái triệu chứng hay những cái nguy cơ mà bị về bệnh tim mạch đó, mà dùng cái dầu cá mà bán ngoài thị trường hay là đại khái là dùng dầu cá thì nó không có đem lại kết quả mà để ngăn ngừa cái vấn đề mà về bị bệnh tim mạch, mà ngược lại nó còn tăng cái nguy cơ có thể đem tới cái vấn đề bị bệnh về tim mạch nữa. Thì cái lý do mà Ngọc nghĩ suy luận từ những cái gì mà Ngọc đúc kết ra từ những cái thông tin mà Ngọc tìm hiểu đó, thì Ngọc nghĩ cái nguyên nhân chính là do cái chất lượng, cái sự khác biệt về cái chất lượng của cái dầu cá mà khi bán ở trong nhà thuốc tây đó cần toa bác sĩ, và cái chất lượng của dầu cá mà khi bán ngoài thị trường, tức là thực phẩm dưới cái dạng gọi là thực phẩm chức năng đó mà không cần toa bác sĩ. Thì đây là cái bản mà Ngọc tóm tắt lại những cái thông tin mà Ngọc tìm hiểu được để cho mình thấy thứ nhất là cái con số rõ ràng và những cái lý do tại vì sao. Thì khi nói đến đặc điểm gì khác biệt giữa cái dầu cá mà bán ở trong nhà thuốc tây mà cần toa bác sĩ với cái loại không cần toa bác sĩ đó, hay tiếng Anh nó hay dùng cái chữ là OTC, tức là over the counter đó, tức là không cần toa bác sĩ, thì như thế nào? Thì hai cái điểm chính khác biệt đó là thứ nhất là cái hàm lượng của mỗi cái nó như thế nào. Thì cái hàm lượng của những cái dầu cá mà bán cần toa bác sĩ là ở trong nhà thuốc tây đó, thứ nhất để Ngọc nói lại, đọc đi ngược lại một chút xíu. Khi mà nói về cái quá trình mà kiểm duyệt thuốc mà coi như là được approve, tức là được kiểm duyệt mà để mà bán cần toa bác sĩ, tức là trong nhà thuốc tây đó, là những cái loại thuốc mà cần toa bác sĩ, nó đi qua một cái sự kiểm duyệt rất là ngặt, rất là nghiêm ngặt, để nó kiểm chứng tất cả mọi thứ và nó có được coi như là gọi là theo dõi khảo sát, tức là làm thí nghiệm rõ ràng để chứng minh được thứ nhất là cái hàm lượng của nó chính xác như những gì mà viết ở trên cái bao bì của cái viên thuốc, của cái bình thuốc. Thứ hai là nó phải đem lại cái lợi ích tác dụng mà như những cái nhà mà làm ra cái sản phẩm này, tức là nó phải có cái chứng minh về cái sự an toàn và cái tác dụng của nó. Đó, cái đó là một cái điểm mà nó khác biệt rất là lớn giữa cái việc mà thuốc cần toa bác sĩ và thực phẩm chức năng không cần toa bác sĩ. Đó là một cái điểm mà rất là khác biệt, mà nó rất là quan trọng. Và đó cũng là cái mấu chốt của tất cả mọi vấn đề trong cái video mà Ngọc giải thích ngày hôm nay. Thì khi mà nó được cần phải kiểm chứng, thứ nhất là kiểm chứng cái gì? Thứ nhất là nó có tác dụng, nhưng mà nó tác dụng ở cái liều lượng như thế nào thì mới có tác dụng, còn ở liều lượng như thế nào thì nó không có tác dụng. Tức là người ta làm một cái cuộc thí nghiệm rõ ràng trên những cái cơ thể của cái người bệnh để mà người ta thấy có cái sự khác biệt đó hay là không, và cái khác biệt nó là ở cái liều lượng, hàm lượng như thế nào thì mới đem đến cái sự khác biệt đó, chứ không phải như những sản phẩm mà ở bán ngoài thị trường không cần toa bác sĩ là cái hàm lượng là lung tung hết, đủ thứ hết. Đó. Thứ hai nữa
là cái chất lượng của cái chất mà ở trong cái viên thuốc mà khi mà cần tôi bác sĩ đó đó, là nó phải được có một cái chất lượng rất là tốt, rất là cao. Chẳng hạn như Ngọc nói đây là cái độ tinh khiết hay là cái tính nguyên chất của nó rất là cao. Và khi nói tới cái dầu cá thì cái độ tinh khiết hay là cái nguyên chất là như thế nào? Trong cái dầu cá đó, trong dầu cá, hai cái thành phần khi mà nói tới dầu cá thì người ta hay nghĩ tới là cái omega 3. Nhưng mà omega 3 đó nó có nhiều cái, có thể nói là nhiều thành phần trong đó, chứ không phải omega 3 chỉ là cái từ chung. Nhưng mà khi đi xuống thì có thêm một cái nữa là ALA, nhưng mà Ngọc không biết. Khi nói tới cái dầu cá thì thường là hai cái này, còn cái ALA là nó ở trong cái thực vật chứ không phải trong động vật. Thì dầu cá là nó có hai cái này. Tuy nhiên trong dầu cá nó còn có những cái thành phần khác nữa, chứ không phải là chỉ hai cái này. Hai cái này là chịu trách nhiệm cho cái omega 3, coi như là đại diện cho omega 3 thôi, nhưng mà nó có những cái khác nữa. Đó. Thì khi nói tới cái độ nguyên chất hay cái độ tinh khiết của cái dầu cá đó là nói tới cái gì? Tức là cái thành phần của hai cái chất này, cái hàm lượng của nó nhiều hay ít so với giữa cái mà cần tô bác sĩ và cái không cần tô bác sĩ. Cái đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là trong quá trình sản xuất đó, hay là gọi là điều chế đó đó, hay là lấy cái những cái chất này ra từ trong dầu cá đó, thì cái sản phẩm cuối cùng đó, cái chất lượng đó là như thế nào? Tại vì khi lấy ra mà cái chất lượng của những cái này nó không tốt, nó không còn ở cái dạng mà gọi là nguyên thủy tốt của nó để nó đem tới cái lợi ích tốt, cái tác dụng tốt đó, thì nó cũng như không. Đó. Cho nên hai điểm cần phải hiểu ở đây đó là cái hàm lượng bao nhiêu và cái chất lượng của nó như thế nào. Thì khi nói tới cái dầu cá, hay là nói chính xác là cái hàm lượng của hai cái này đó, nó phải ở một cái hàm lượng đủ cao để mà nó mới có tác dụng tốt, nó đem lại cái tác dụng tốt cho mình. Còn khi mà nó ở cái hàm lượng mà thấp hơn cái đó đó thì nó không đem lại cái lợi ích gì cho mình hết. Đó. Cho nên khi nói tới là nó giúp hay không, thì lý do tại vì sao nó giúp cho những người mà bị bệnh, tức là đã có những cái dấu hiệu và bị bệnh về tim mạch rồi đó, thì khi người ta bị bệnh, bác sĩ phải cần cho toa và bắt, coi như là bắt buộc người ta phải uống những cái này. Cho nên những cái thuốc mà bác sĩ cho đó, nó bán ở trong nhà thuốc Tây đó, là những cái mà có hàm lượng đủ cao. Tức là tại vì khi người ta biết đủ cao là như thế nào, tức là người ta đã, như Ngọc đã nói ở trước rồi đó, là khi mà để được cho nó chấp nhận bán ra thị trường, hay là bỏ trong nhà thuốc Tây mà để bán đó đó, là nó đã trải qua những cái cuộc thí nghiệm chính xác rõ ràng để mà biết là ở hàm lượng nào thì nó mới đem lại tác dụng cho bệnh nhân. Cho nên thành ra những viên thuốc mà bán trong nhà thuốc Tây cần to bác sĩ là nó rất có cái độ chính xác trong đó, thì nó mới giúp được bệnh nhân đó. Thì những người bệnh mà đã có bệnh về tim mạch rồi đó, thì người ta mới có to bác sĩ và cho người ta những cái viên thuốc này. Thì những viên thuốc này là nó đạt tiêu chuẩn chính xác nhất. Thứ nhất về hàm lượng, thứ hai là về cái chất lượng của nó. Trong quá trình mà khi người ta bào chế những cái viên thuốc này đó, người ta lấy ra những cái tinh chất mà omega 3 từ cái dầu cá đó, là những cái phương pháp chế biến lấy ra đó, nó ở cái độ tốt. Cái quá trình sản xuất đó nó được ở trong một những cái môi trường tốt, để mà nó không có cái chất lượng dầu này đây, cái những cái dầu cá này đây, nó không bị oxy hóa. Cái đó là cái điều rất là quan trọng ở đây. Tại vì cái dầu, tinh dầu mà lấy ra, mà omega 3 đó đó, mà lấy ra đó, nó không bị oxy hóa, nó vẫn ở cái dạng gọi là tự nhiên tốt nhất của nó, thì nó mới đem lại kết quả tốt cho mình. Thì những cái công ty mà sản xuất ra những cái viên thuốc mà để bán cần to bác sĩ đó,
nó phải làm hội đủ cái điều kiện tiêu chuẩn này thì nó mới được FDA, tức là cái cơ quan mà chuyên kiểm soát về cái sự an toàn và tác dụng của thực phẩm hay là thuốc men đó, nó mới được chứng nhận là đủ chất lượng để mà bán ra thị trường cho bệnh nhân sử dụng. Đó, mũi quá chừng. Cho nên thành ra đó mới là những viên thuốc có những cái chất lượng tốt, thì nó mới đem lại cái lợi ích cho sức khỏe của những người mà bị bệnh tim mạch. Còn lý do tại vì sao mà những người không bị bệnh tim mạch, như mình không bị bệnh tim mạch, thì mình cứ nghĩ rằng ồ, nghe nói nó có chất lượng tốt thì mình mua. Nhưng mà mình đâu thể nào mua, tại vì bác sĩ đâu có cho mình toa để mà mình mua những cái viên thuốc này đâu. Đó, thì mình chỉ mua những cái viên thuốc ngoài thị trường thôi. Và đây là những cái thông tin mà Ngọc tìm thấy được từ những cái viên thuốc mà gọi là thực phẩm chức năng mà bán ngoài thị trường mà về dầu cá mà không cần toa bác sĩ. Là đây, thứ nhất là cái hàm lượng của nó rất là thấp, thấp rất là nhiều so với cái viên thuốc mà cần toa bác sĩ. Và như Ngọc đã nói, khi mà cái hàm lượng thấp đó, nói về cái chuyện mà giúp cho tim mạch hay không á, ở cái hàm lượng thấp thì nó không giúp được gì hết. Đó, chẳng hạn như Ngọc nói này, là nó không có tác dụng. Mà cái tác dụng của dầu cá thường là cái gì? Tức là nó giảm cái hàm lượng của cái triglyceride, tức là một cái chất mỡ hay là cholesterol xấu đó, xuống. Cũng như cái chất mà LDL, là hai cái chất này là hai cái chất mà cholesterol xấu hay là mỡ xấu đó mà cần phải giảm xuống để mà ngăn ngừa cái bệnh tim mạch. Tại vì cái những chất này mà nó cao thì nó dễ dàng tạo lên những cái cục clot, cái cục mà để ngăn chặn cái sự lưu thông của máu, hay là nó tích tụ lại ở trong cái thành mạch máu, nó dẫn sang lên cái sự tắc nghẽn lưu thông của máu. Và từ đó nó có dễ dẫn tới tai biến, thứ nhất là nhồi máu cơ tim, nếu như nó làm tắc nghẽn một cái mạch máu mà để nuôi tim, hoặc là bị đột quỵ tai biến nếu như nó tắc nghẽn cái mạch máu mà dẫn lên đến ở trên não để cho não làm việc. Đó, và tắc nghẽn ở chỗ nào thì nó sẽ tạo vấn đề ở chỗ đó. Đó, thì cái tác dụng của dầu cá là nó giảm cái triglyceride này xấu này, và tăng cái chất mỡ hay là cái chất cholesterol tốt, tức là cái HDL. Đó là cái tác dụng chính của cái dầu cá trong cái vấn đề mà ngăn ngừa những cái bệnh về tim mạch, tai biến, stroke, nhồi máu cơ tim đó. Thì những cái viên thuốc mà không cần toa bác sĩ mà bán ngoài thị trường mà với cái dạng gọi là thực phẩm chức năng đó, thứ nhất, thông qua mấy cái video vừa rồi khi Ngọc nói về cái phim phóng sự mà nó tìm hiểu ra cái chất lượng cũng như là cái sự an toàn của cái sản phẩm, những sản phẩm thực phẩm chức năng hay là vitamin đó, thì nếu như ai, cô chú nào mà đã xem cái video đó sẽ biết là nó có nói tới cái chất lượng của cái dầu cá. Và người ta đã làm thí nghiệm, người ta mở cái viên dầu cá mà cần toa bác sĩ so với cái viên dầu cá mà bán ngoài thị trường đó, và để cho cái người mà phóng viên mà làm cái phim phóng sự đó, gọi là dẫn nói chuyện trong phim phóng sự đó đó, cô đó cô thử và cô nghe cái mùi, là cô thấy cái mùi mà trong cái viên mà dầu cá mà cần toa bác sĩ đó nó thơm, nó có cái mùi tự nhiên của nó. Còn cái viên mà bên mà gọi là bán như thực phẩm chức năng ngoài thị trường không cần toa bác sĩ đó, là nghe cái mùi nó rất là không bình thường. Giống như là cái mùi hôi, mùi thối vậy. Nghĩa là Ngọc có thể ví dụ giống như mà các cô chú trẻ mình, nếu như ai mà hay nấu ăn trong nhà bếp đó, thì những cái, ví dụ như những cái mà dầu ăn mà mình hay dùng sử dụng để nấu ăn đó, dầu ăn đó, cái bình dầu ăn nào mà các cô chú anh chị em mới mua về, mở ra hửi mình nghe cái mùi rất là thơm tho. Nhưng mà nếu như cái bình dầu ăn nó nhiều khi mình quên, mình để ở đâu đó, nó bị quên lãng thời gian, mình không sử dụng, và đến khi nó hết hạn rồi, một thời gian nó quá lâu đó, nếu như các cô chú anh chị em mà mở ra và hửi cái mùi ở trong đó, thì sẽ thấy được cái sự rất là không bình thường, rất là ghê, nó hư, nó có cái mùi hôi, mùi khó, rất là khó chịu. Hay là chẳng hạn như mấy cái bịch mà gọi là đậu mà mình ăn, đậu phụng chẳng hạn đó, như đó mà mình ăn
mà mình để lâu đó tới khi hết hạn là mình thử là mình nghe cái mùi, rồi là mình nói là cái hôi dầu, hôi dầu đó, ví dụ Ngọc, ví dụ vậy để cho mình tưởng tượng đó. Thì trong cái phim phóng sự đó, cái cô đó cổ chính mũi cổ của hửi những hai cái sự khác biệt giữa hai cái đó, và cô thấy ồ, cái mùi rất là không bình thường, như mùi hư, mùi thối, mùi không tốt của cái sản phẩm mà bán không cần cái tòa bác sĩ đó đó. Thì đó là nói tới cái chất lượng kém. Và trong cái phim phóng sự đó cũng có nói tới một cái điều, đó là 83% những sản phẩm thực phẩm chức năng mà về dầu cá ở ngoài thị trường không cần tòa bác sĩ đó là không đạt tiêu chuẩn, không đạt tiêu chuẩn, nhớ giúp cho Ngọc, 83% đó, tức là khi nói về cái chất lượng kém của nó, 83% những sản phẩm này không đạt chất lượng. Đó là theo cái phim phóng sự thống kê đó, nói con số rõ ràng để cho mình thấy nó nghiêm trọng như thế nào đó. Và không đạt chất lượng vì cái gì? Tức là cái chất lượng của cái dầu ở trong đó, tại vì như trong cái phim mà Ngọc đã nói và giải thích rất là nhiều lần về những cái thực phẩm chức năng, nó không đòi hỏi phải chứng minh về cái sự an toàn cũng như cái chất lượng của cái sản phẩm ở trong cái bình thuốc đó. Cho nên là nó trộn với những cái chất gì khác cũng có thể, hoàn toàn những cái chất gì không liên quan tới cái ở cái ngoài bao bì cũng có thể nữa, hoặc là cái chất lượng của cái thuốc ở trong đó không được tốt. Thì trong cái trường hợp dầu cá đó, tức là cái dầu cá mà để tốt, để đem lại cái lợi ích tốt cho cái sức khỏe, như là giảm đi những cái dầu, những cái mỡ xấu hay là cái cholesterol xấu và tăng cái cholesterol tốt đó, thì nó phải ở trong cái dạng tốt nhất của nó, tức là gần với cái tự nhiên của nó, thì nó mới đem lại những cái tác dụng tốt này. Còn một khi mà cái dầu cá này, những cái tinh dầu này mà khi người ta ấy ra đó, mà qua cái quá trình mà tinh chế nó làm để lấy ra đó, mà nó không được tinh khiết, và cái quá trình làm, cái cách người ta làm đó nó không được tốt đó, bảo quản tốt đó, thì nó bị oxy hóa rất là nhiều. Và khi cái, nó oxy hóa rồi thì cái thành phần hóa học của nó không còn ở cái dạng tốt nữa để mà nó đem lại cái lợi ích sức khỏe tốt cho mình đó. Và còn chưa nói nữa là khi nó ở trong cái dạng mà không tốt đó đó, gọi là ở cái dạng oxy hóa đó, thì nó trở thành một cái chất hại, độc hại cho cái cơ thể của mình. Và với cái chất độc hại đó ở trong cơ thể của mình thì nó sẽ làm cho cơ thể của mình, tại vì đó là cái chất độc hại, cơ thể mình nó rất là khôn ngoan, khi nó thấy một cái gì mà có nguy cơ độc hại cho cơ thể thì nó phải tìm đủ mọi cách để mà ngăn ngừa. Và từ cái lý do đó mà nó tạo ra cơ thể mình, hay là những cái tế bào, những cơ quan của trong cơ thể mình đó, cứ luôn luôn bị những cái sự kích thích không tốt này, thành ra làm cho nó gọi là hoạt động đó quá nhiều. Và tính vì nó cứ hoạt động quá nhiều, thứ nhất cơ thể mình đó mất đi cái khả năng tự chủ của nó, và có thể nói là từ 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 nó làm cho cơ thể của mình dẫn tới rất là nhiều cái bệnh mà trầm trọng khác. Đó là cái lý do mà nguyên nhân mà tại vì sao Ngọc luôn khuyên là đừng dựa vào thực phẩm chức năng hay những cái mà gọi là mình nghĩ rằng mình có thể thay thế là được bằng những cái thực phẩm tươi bổ mà mình có thể ăn uống hàng ngày đó. Cái đó là nói về cái chất lượng kém. Cái điều thứ hai nữa, quan trọng nữa, mà cái lý do tại vì sao những cái thực phẩm chức năng mà dầu cá mà không đem lại lợi ích cho cái người mà không bị bệnh đó, hay mình mua ở ngoài đó, là do cái hàm lượng thấp nữa. Như Ngọc nói, chỉ có tác dụng tốt hay đem lại hiệu quả đó khi nó ở cái hàm lượng cao mà như những viên thuốc mà cần tòa bác sĩ đó nó có. Thì những cái viên mà bán dầu cá mà thực phẩm chức năng đó, cái hàm lượng nó thấp đó. Và khi cái hàm lượng nó thấp á, nếu như mà mình mà muốn mà để mà có được cái hàm lượng cao giống như ở trong cái viên mà của bác sĩ này là cho đó, thì mình phải uống rất là nhiều những cái viên này.
Mà khi uống nhiều những viên này á thì ngược lại nó đem tới một cái điều hại nữa, nó làm tăng lên cái chất LDL, tức là cái cholesterol xấu này ở trong cơ thể của mình. Đó. Cái điều tốt ở bên cái này nữa đó là khi mà người ta làm ra cái viên thuốc đó, người ta có một cái sự điều khiển để mà ngăn ngừa cái việc mà vấn đề tăng cái chất này, LDL này. Đó, tức là người ta cái hàm lượng ở trong này người ta điều chỉnh nó tới cái chỗ nào mà thứ nhất nó có thể đem lại cái lợi ích tốt, mà ngược lại không đem lại những cái vấn đề xấu này. Đó. Tại vì người ta có làm thí nghiệm để mà người ta điều chỉnh những cái vấn đề này. Đó. Còn những cái viên thuốc mà không cần toa bác sĩ này đó. Thứ nhất, trong cái phim phóng sự Ngọc đã nói rằng công ty nào cũng có thể làm và bất cứ người nào cũng có thể làm. Và vì do cái sự không kiểm soát chặt chẽ của những cái cơ quan như FDA đó, cho nên thành ra bất cứ người nào vì lợi nhuận người ta vẫn cứ làm. Và mình là cái người tiêu dùng, mình đâu có biết được cái sản phẩm nào là thực sự tốt và tốt như thế nào đâu. Tại vì mình đâu có thể nào mà thí nghiệm đó để mà mình biết đâu. Đó. Cho nên cái đó là cái điều rất là tai hại. Đó là cái vấn đề ở đây. Thì tóm tắt lại trong cái video này, để mà tiếp theo cái điều mà Ngọc nói trong cái video trước đây đó, trước mà nói về cái thông tin mới về cái dầu cá đó, là Ngọc muốn cho các cô chú anh chị em mình hết sức cẩn thận. Nếu như mình không bị bệnh về tim mạch, chỉ cần ăn uống những cái thức ăn mà có cái dầu cá tốt trong đó, nó ở từ cái dạng tươi, thực phẩm tươi, ở cái dạng tự nhiên của nó, thì cái chất lượng của cái dầu mỡ trong cá, trong đồ mình ăn vào đó, nó giúp mình tốt hơn, tinh tưởng hơn nhiều so với những cái viên dầu cá mà thực phẩm chức năng bán ngoài thị trường. Đó. Cái đó là cái điều mà Ngọc khuyên. Còn nếu như vì cái lý do gì đó mà mình không ăn được cá như Ngọc, một tuần chỉ cần Ngọc ăn 2 đến 3 lần cá như cá hồi chẳng hạn, hoặc là Việt Nam mình thì có cá nục. Cá nục có rất là nhiều cái dầu cá tốt ở trong đó. Đó, hay là cá mà có mồi, cá mòi đó. Đó, nó rất là tốt ở trong đó. Thì nếu như mình chỉ cần ăn uống những cái thức ăn đó là mình cũng có thể có đủ cái lượng dầu cá tốt, nếu như mình là người không bị bệnh về tim mạch đó, thì nhiêu đó cũng rất là đủ cho mình rồi, để cho cơ thể mình nó cần những làm đủ những cái chuyện mà để giữ cho cái cơ thể mình khỏe mạnh rồi, không cần nhất thiết phải uống dầu cá. Thực sự cũng rất là hay là Ngọc, thực sự hồi trước Ngọc cứ nghĩ là hai cái này nó cũng không có gì khác biệt nhiều đó, nhưng mà vì Ngọc luôn luôn tin tưởng vào cái vấn đề ăn uống của mình, thành ra hồi lâu rồi á thì Ngọc có dùng cái này. Nhưng mà sau này á, vì Ngọc thấy cái chuyện ăn uống của Ngọc nó ok và Ngọc tiếp tục giữ cái chuyện ăn uống của mình đó, tuần 2-3 lần với cái vấn đề ăn cá hồi hay là cá mòi, tức là sardine tiếng Anh đó, hoặc là cá mackerel, tức là cá nục của Việt Nam mình đó, là hễ Ngọc ăn 2-3 lần, mà thực sự ăn cá là nhiều, có khi hơn là 2-3 lần nữa, thì Ngọc thấy khi mà cái nguồn ăn uống của Ngọc như vậy, Ngọc nghĩ là tốt rồi, thành ra Ngọc không uống cái dầu cá nữa, nên Ngọc không có mua nó, Ngọc không uống nữa. Đó. Từ tới đến bây giờ khi Ngọc thấy tìm hiểu ra những cái thông tin này, mới rất là hay, là mình đúng, cái gì thiên nhiên tươi vẫn là tốt hơn hết, tin tưởng hơn hết. Đó. Thì Ngọc thực sự khuyên các cô chú anh chị em của mình, những cái thông tin này nó rất là quan trọng. Và đôi khi thực sự mình bị những cái bệnh này bệnh kia, mình lại không biết là vì cái lý do gì mà mình bị nó đó. Và đôi khi không phải là do mình làm cái điều gì không đúng, mà thực sự là do những cái gì mà mình đem vào cơ thể của mình đó. Thì hết sức thận trọng về những vấn đề này. Thì Ngọc xin dừng cái video ở đây. Rất là cảm ơn cái sự theo dõi của các cô chú anh chị em mình. Để Ngọc nói tiếp thêm một chút xíu nữa. Còn nếu như ai mà vì lý do mà không ăn được cá, hay là không ăn được những cái thực phẩm tươi đó đó, mà muốn
dùng cái dầu cá vì cái lý do gì đó đó. Tại vì dầu cá thực sự không chỉ nói là có vị ngăn ngừa tim mạch không, mà dầu cá người ta còn nói là có thể là nói tới thực sự những cái chức năng nó. Ngọc cũng không có biết cái độ chính xác của nó là như thế nào khi mà nói tới cái chất lượng của cái này, nhưng riêng Ngọc, Ngọc khuyên là như vậy. Tại vì khi mà nói tới cái chất lượng của nó, cái chất lượng nó rất là kém. Thành ra cho dù mình muốn uống nó cho những cái vấn đề khác không phải về cái bệnh tim mạch đi nữa, nhưng mà vì cái chất lượng nó rất là kém như vậy thì Ngọc không biết, thực sự Ngọc khuyên là cũng không có tin tưởng nó nữa để mà dùng. Mình có thể sử dụng một số những cái thực phẩm mà gọi là không phải cá đó, mà nó có trong một số video Ngọc đã làm trước đây rồi, tức là nó có cái chất omega 3 này mà từ những cái thực phẩm gọi là ăn chay đó, chứ không phải là rau, không phải là cá đó, thì mình có thể sử dụng những cái đó. Còn nếu như mà ai cần phải có coi như là dùng cái sản phẩm này đó, thực sự nói đến bây giờ Ngọc không biết, tại vì nó có quá là nhiều cái hàng giả ngoài đó và thực sự Ngọc không biết cái nào thì cái chất lượng như thế nào. Thì nếu như mà mình bắt buộc phải dùng những sản phẩm này thì nên dùng những cái sản phẩm nào mà như Ngọc đã giới thiệu trong những cái video trước, tức là nó có cái dấu hiệu USP đó, thì mình tin tưởng được một phần nào về cái chất lượng của cái dầu hay là cái chất ở trong đó. Nhưng cũng chỉ là tin tưởng phần nào, chứ không chắc chắn 100% nha. Ngọc không có nói chắc chắn 100%. Tại vì theo như Ngọc biết, một em đã ở Việt Nam và đã nói cho Ngọc, tức là ở Việt Nam đó, nó có hàng giả và nó có luôn cái dấu mộc đó luôn. Tại vì thật sự cái dấu mộc đó đó, chỉ có những ai mà qua cái sự gọi là đăng ký với những cái công ty mà kiểm duyệt về cái đó, và người ta thông qua cái cách thức người ta làm như thế nào với cái sản phẩm của người ta, thì mới được cấp cho cái dấu hiệu đó, cái mạc đó để bỏ lên trên cái bao bì của mình đó. Nhưng mà nói tới những người mà người là ta làm hàng giả thì dĩ nhiên là cái dấu mộc hay cái gì hay những ký hiệu gì đó người ta cũng có thể giả được thôi đó. Thì cái đó là cái điều, đó là cái lý do mà tại vì sao Ngọc nói rằng là Ngọc cũng không dám tin tưởng 100% đó. Thì rất là cảm ơn cái sự theo dõi của các cô chú anh chị em, cũng như những cái gì động viên ủng hộ Ngọc trong cái thời gian qua. Mong là đăng ký vào kênh để mà nhận được cái video mới của Ngọc mỗi khi Ngọc có những cái điều gì tốt mà Ngọc muốn chia sẻ, và thumb up cho cái video để mà giúp cho cái video nó được đăng tải thường xuyên hơn, để được nhiều người biết đến nó hơn, và cũng giúp cho cái kênh của Ngọc nó phát triển được mạnh hơn. Thì Ngọc xin dừng ở đây.